Con chào cô, chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Đức Đàm. Ở Hà Nội, trường Danh Địa Đức, lớp 238. Hôm nay con xin tiết trình bài tổng hợp của con. Y con bấm lá cờ xanh. Và nếu con bấm khi con bấm vào nút báo thức thì con sẽ đặt báo thức để nếu nó kêu thì con bắt đầu dậy. Và cái ôn này là thứ ngày tháng năm. Cái ôn này là thứ để chỉ những thứ nào thì nó sẽ chiếu vào để con biết. Và ngày thì đang là ngày mới thì nó sẽ chiếu ngày đấy. Tháng thì nếu nó thay đổi tháng thì nó sẽ di chuyển theo tháng đó. Và năm thì nó di thì nếu di chuyển tháng năm thì nó sẽ chiếu chiếu năm của hôm nay. Giờ tôi thấy là con đã bấm nhân vật đặt giờ báo thức, tuy nhiên là tôi chưa nghe thấy cô anh thông báo thức. Anh bấm vào nhân vật đặt giờ báo thức cho tôi xem nào. Và nếu khi đặt giờ rồi, đến giờ đấy nó sẽ kêu. Và cái hình nền thì con lấy ở ở Google. À, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Đức Đạt. Đức Đạt còn muốn giới thiệu thêm với các bạn về cái điều gì nữa không? Không ạ. À, con đã thuyết trình xong chưa? Rồi ạ. Thuyết trình xong thì chúng ta nói sao nhỉ? Ơn cảm ơn thầy cô các bạn đã nghe bài thuyết trình của con ạ. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Đức Đạt. Rồi, cô sẽ góp ý thêm cho bài của bạn Đức Đạt như sau. Thứ nhất là về phần dự án của Đức Đạt thì các cái phần lập trình của con đã chạy khá là tốt rồi. Tuy nhiên cô thấy là con đang muốn lập trình thêm cho cái phông nền của con và cô thấy nó vẫn đang bỏ trống đúng không? Đức Đạt vẫn chia sẻ lại màn hình cho cô này. Đó, cô thấy cái phần con đang lập trình cho cái phông nền ấy nó vẫn đang trống. Con muốn lập trình thêm gì cho phông nền của con vậy? Đạt mở mic lên và chia sẻ lại dự án nào. Đó, đây là cô thấy cái vòng lá forever này. Đấy. Chỗ này con vẫn đang bỏ trống. Cô nghĩ là con sẽ muốn phát triển thêm cho dự án của mình. Tiếp theo, về cái nhân vật mặt đồng hồ và các cái kim. Thì cô thấy là cái nhân vật mặt đồng hồ và các cái kim của con nó hơi bị chìm màu. Khi cô nhìn vào đây thì cô phải nhìn rất là kỹ. Phải căng mắt lên cô nhìn thì mới thấy được cái kim của con. Do vậy khi mà chúng ta muốn thiết kế một cái dự án nào đó thì chúng ta sẽ cần phải chọn màu sắc hay là hình ảnh làm sao cho nó nổi bật lên cái dự án mà chúng ta, những cái hình ảnh mà chúng ta muốn cho những người khác nhìn thấy. Chủ đạo của chúng ta là nó phải là cái mặt đồng hồ đúng không? Cái mặt đồng hồ các cái kim.
khi chúng ta đây là dự án đồng hồ của chúng ta thì chúng ta cần phải nhìn rõ nhất là cái mặt đồng hồ, các số và các cái khi để chúng ta biết nó bây giờ là mấy giờ. Đấy, đấy là cái phần góp ý về phần thiết kế của con. Còn về phần lập trình cho các cái kim thì cô thấy là nó chạy đúng rồi này. Các ô thứ ngày tháng năm thì con cũng đã làm đúng. Tuy nhiên cái phần này con nói hơi bị ngập ngừng một chút. Nó bị ngắt quãng giống như là bạn Quang Anh bạn nhận xét á. Thì lần sau Đức Đạt hãy tập luyện để nói trôi chảy hơn Đức Đạt nhé. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Đức Đạt và cô đánh giá phần thuyết trình của Đức Đạt là khá tốt nha.